Và chị đẹp thứ hai, Lê Quyên. À? Chị đẹp có nghe chưa chị đẹp? Giật cả mình. Ôi trời ơi, em nhìn nó nhảy này, em chóng mặt nó các bác ơi. Các bác dìu dắt em nhá. Vâng, và tiếp theo, chị đẹp Mỹ Linh. Thôi thế là đẹp rồi, bác ơi. Không, không đăng ký. Nhưng mà đây là do điểm. Tôi xin nhận lập trường nhóm. Yeah. Nhận luôn. Chị ơi, ok, chọn chọn. Em xin ứng cử làm trợ lý cho chị. Sau khi xem xong 6 video và tôi thấy trọng trách nặng nề. Bởi vì phải có leader đủ mạnh để có thể làm trưởng nhóm được nên tôi mạnh dạn xin thử. Và đặc biệt là trưởng nhóm sẽ phải nhảy rất đúng so với video. Chị hãy nhớ như vậy. Xin hứa sẽ sai ý. Chúng ta sẽ mời trưởng nhóm có số điểm cao thứ nhì, Lê Quyên. Trời ơi, cái này nặng nề thật sự. Thôi chị cứ chọn nhé. Anh nhớ lúc nãy Lê Quyên nói với ban cố vấn là sẽ chơi hết mình, sẽ nhảy, sẽ đủ các thứ. Anh nhớ điều đấy. Em cũng không quên lời em nói, nhưng thật sự em không nghĩ là khó như thế đâu ạ. Thật. Anh sẽ kỳ vọng. Cô ấy đang nhìn sự cầu cứu từ các chị đẹp khác. Chén luôn chị ơi, chén luôn. Chị ơi. Trời. Chị tôi tự làm khó chị tôi rồi. Chị Quyên là chưa bao giờ vũ đạo mà chọn về độ thiên về vũ đạo nhiều. Nếu mà Quyên định đi chợ sang nhóm vocal thì người ta xem lại Quyên cái gì? Mặc dù Lệ Quyên sẽ không thể nào nhảy như một dancer, nhưng mà Quyên thích cái thế. Xin mời Mỹ Linh. Vâng. Rất là khổ tâm là phải nhận lời bởi vì không biết là có thể làm được tốt cho chị em không. Mà nhỡ lại đưa các chị em vào vòng nguy hiểm là rất là đau khổ. Tuy nhiên là chị không biết nhảy giỏi nhưng chị sẽ dạy các em hát được. Mỹ Linh ơi, em cũng đã hứa với anh là em cũng sẽ nhảy trong chương trình này. Anh cũng đã nhắn tin về cho anh Quân. Trước khi tham gia chương trình em cũng có mạnh dạn quyết tâm lột xác thành người khác này, cố gắng nhảy này. Cho đến khi em xem 6 clip vừa rồi và em thấy em cũng hơi bạo dạn quá. Từ giờ phải giữ mồm giữ miệng hơn. Mà trong số các bài hát này, vũ trụ có anh khó quá, hát như vấp đĩa thì em không hát được. Thì không được, phải dành cho bạn nhạc rap kia. Đúng không hả Emily? Thì là thôi, em rất là hâm mộ Grady. Vâng, đưa em về nhà. Nhóm 5 người cũng là nhóm mà thiên về vũ đạo. Em ơi, á em có thêm 5 điểm dũng cảm. Chị đẹp đạp gió rẽ sóng 21:15 trên kênh VTV3, 21:45 trên YouTube Giao Quan Show và ứng dụng Onlala.